kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức nổi bật có trong bản tin hôm nay. Mời quý vị điểm qua. Thêm nhiều doanh nghiệp được xuất khẩu đi Nga và Hàn Quốc. Giá heo hơi tại thủ phủ chăn nuôi xuống thấp nhất trong 2 năm. Thái Lan quyết định cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế từ 0,5 đến 2% xuống còn 0 đến 1,5%. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản gặp vướng ở hàng rào kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công đợt thanh tra trực tuyến từ xa theo yêu cầu của cơ quan an toàn thực phẩm các nước nhập khẩu. Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo thúc đẩy các chương trình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào. Kết quả, 6 tháng đầu năm nay, thêm được 18 doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất khẩu sang thị trường Nga, bổ sung thêm được 13 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc. Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tập trung đẩy mạnh việc bảo đảm hàng hóa thiết yếu cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thông tin chi tiết cho vụ thị trường trong nước, nhu cầu cụ thể về các mặt hàng thiết yếu cần hỗ trợ, cung cấp và đơn vị tiếp nhận để Bộ Công Thương điều phối nếu cần thiết. Tạo luồng ưu tiên đặc biệt cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ chương trình bình ổn thị trường cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có dịch bệnh, phối hợp với các đơn vị vận tải chuyên nghiệp đặc thù như Viettel Post, VN Post triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu cung ứng cho địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, khoảng 10 ngày qua, giá heo hơi tại Đồng Nai liên tục giảm, hiện chỉ còn 55 đến 56 ngàn đồng mỗi kg. Đây là mức giá thấp nhất trong khoảng 2 năm qua. Hiện nay, giá con giống thức ăn chăn nuôi rất cao, giá thành chăn nuôi heo tăng gần gấp đôi so với trước. Với giá như hiện nay, mỗi con bán ra người nuôi lỗ khoảng 200 ngàn đồng. Trong đó, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thiệt hại lớn nhất, bởi họ không được bao tiêu đầu ra như các trại chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp nước ngoài. Giá heo hơi giảm do thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất của Đồng Nai là thành phố Hồ Chí Minh đang giảm mạnh sức tiêu thụ. Nhiều thương lái ở Đồng Nai cũng đã tạm dừng việc thu mua heo hơi. Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của nước ta với tổng đàn heo hơn 2,4 triệu con. Đây cũng là địa phương cung cấp lượng heo cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và thu giữ 15 tấn tương ớt không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối tại một kho hàng nằm trong khu dân cư trên địa bàn quận. Qua kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 189 Nguyễn Chích, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện kho hàng này chứa 15 tấn tương ớt không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa này mua của một số cá nhân tại tỉnh Quảng Ngãi và cất giữ tại kho hàng này để dần chuyển dần về cơ sở sang chiết ra thành phẩm để đưa đi tiêu thụ tại các chợ và một số quán ăn trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Dù cơn bão COVID-19 càn quét đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, nhưng bằng nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể như gắn trách nhiệm của giám đốc các ban quản lý dự án, xử lý nhà thầu yếu kém, điều chuyển khối lượng công việc, nên trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, dẫn đầu toàn khối bộ ngành trung ương đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước với trên 40% kế hoạch, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã giao kế hoạch giải ngân cho các ban quản lý dự án và đưa kết quả giải ngân làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021. Những khó khăn vướng mắc tại các dự án đầu tư công quan trọng được Bộ Giao thông Vận tải họp kiểm điểm thường xuyên, đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh và ban hành các văn bản phê bình các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ, kèm theo hình thức xử lý không hoàn thành kế hoạch. Chúng tôi quán triệt quan điểm xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu từ các cơ quan tham mưu của bộ, các ban quản lý dự án, từng cá nhân
đến cấp phòng ban, từ trong văn phòng cho đến hiện trường, kiểm tra hiện trường và xử lý đôn đốc tại hiện trường. Thì chúng tôi đã tổ chức họp giao ban hàng tháng, còn các thứ trưởng là khoảng nửa tháng một lần, để thường xuyên tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, đặc biệt là công tác phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt cái công tác giải phóng mặt bằng. Những giải pháp quyết liệt từ bộ trở thành mệnh lệnh hành chính buộc các ban quản lý dự án phải chạy đua nước rút về tiến độ để hoàn thành công tác giải ngân, điển hình là các dự án giao thông trọng điểm cao tốc Bắc Nam. Bởi thế, dù khó khăn do dịch bệnh, thời tiết nhưng cả chủ đầu tư, nhà thầu với hàng trăm công nhân trên công trường thi công 24/24 giờ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Ban quản lý dự án Thăng Long trở thành đơn vị đứng đầu về giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải trong 6 tháng đầu năm. Lãnh đạo ban cũng biết cái trách nhiệm rất là nặng nề về cái công tác giải ngân. Hàng ngày thì là cái ban điều hành phải báo cáo về giám đốc, về ban tất cả các số liệu theo đầu tuần một. Dù vừa mới bắt tay vào thực hiện thi công dự án cao tốc Bắc Nam, nhưng các ban quản lý dự án cũng bám sát kế hoạch giải ngân vốn đăng ký với Bộ Giao thông Vận tải, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn bộ những cái tạm ứng của nhà thầu chúng tôi đã giải quyết chỉ trong vòng 2-3 ngày. Và tổng số tiền hiện nay là khoảng 500 tỷ. Chúng tôi đã giải ngân cho các nhà thầu xây lắp vật liệu để cho nhà thầu có thể đáp ứng về mặt tiến độ sau này. Thế chính vì vậy mà dự án cao tốc ấy, thì chúng tôi đạt được 90%. Chúng tôi nghiên cứu và cá thể hóa trách nhiệm, phân công nhiệm vụ chi tiết cụ thể cho nhà thầu với tư vấn là một trong những cái biện pháp. Tôi nghĩ là một trong những biện pháp sâu sát để thực hiện thúc đẩy tiến độ dự án và giải ngân hết. Với những giải pháp quyết liệt xuyên suốt nên chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân Bộ Giao thông Vận tải đã đạt 40% tổng số kế hoạch năm, trong khi tỷ lệ giải ngân bình quân chung khối bộ ngành trung ương chỉ đạt 26%. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có các quyết định giao chi tiết nguồn vốn đạt 97,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thưa quý vị, Thái Lan đã quyết định cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế nước này từ mức ước tính 0,5-2% xuống còn 0-1,5%, chủ yếu do tác động của đại dịch COVID-19 kéo dài. Phản ánh của phóng viên tại địa bàn. Dù hạ dự báo tăng trưởng, song Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan đã tăng dự báo xuất khẩu của Thái Lan lên 8-10% so với mức 5-7% trước đó. Sự cải thiện trong lĩnh vực này cùng sự phục hồi kinh tế toàn cầu được xem động lực duy nhất hỗ trợ tăng trưởng của Thái Lan trong năm nay. Bên cạnh đó, giới phân tích cũng cho rằng kinh tế Thái Lan cần cả chính sách tài khoá và tiền tệ hợp lý để tiếp tục củng cố tăng trưởng. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế từ 3% xuống còn 1,8% do lượng du khách quốc tế sụt giảm và cầu trong nước thấp. Hiện biến thể Delta đã buộc chính phủ Thái Lan phải siết chặt biện pháp phòng dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế, việc làm và thu nhập của người lao động. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới và 75 ca tử vong. Với tốc độ lây nhiễm hiện nay, Thái Lan không loại trừ khả năng số ca mắc mới có thể sẽ tăng lên 10.000 trường hợp trong tuần tới. Triển lãm trí tuệ nhân tạo AI thế giới đã khai mạc tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Tại đây, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu những sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực đang phát triển rất nhanh chóng này. Triển lãm diễn ra dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, nhiều sản phẩm và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mới nhất đã lần đầu tiên được ra mắt, chủ yếu trong những lĩnh vực như giáo dục, y tế và sản xuất ô tô. Đây là năm thứ tư triển lãm AI thế giới được tổ chức ở Thượng Hải. Ngoài trưng bày, sự kiện còn có các diễn đàn thảo luận về nhiều chủ đề, từ AI tới chip và ứng dụng công nghệ 5G. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Tính đến cuối năm ngoái, đã có hơn 1.100 doanh nghiệp ở Thượng Hải tập trung đầu tư phát triển các ứng dụng AI. Tổng giá trị của ngành này ở Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng 50% trong năm ngoái, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.